Đường phố Hà Nội đêm qua tan hoang, cây đổ khắp nơi, đại lộ ngập nước. Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khiến nhiều cây xanh ngã đổ, đường phố tan hoang. Bão số 3 đổ vào Hà Nội đã khiến cho hai hàng cây trên tuyến phố Dương Văn Bé, quận Hai Bà Trưng, đổ la liệt, cùng với nước ngập sâu tràn vào nhiều nhà dân. Cả con phố tan hoang trong một cảnh tượng mà người dân sống lâu năm ở đây cũng chưa từng thấy. Ảnh chụp từ 21:49 đến 22:41. Tại phố Nhà Thờ, Hoàng Kiếm, Hà Nội, nơi có nhà thờ lớn Hà Nội, ba cây lớn ngã chắn ngang đường. Nhóm du khách hiếu kỳ bất chấp nguy hiểm trèo lên cây đổ để chụp ảnh tối ngày 7 tháng 9, bão số 3, Gia Di, quét qua Hà Nội. Sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 10, giật cấp 12. Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh khiến nhiều cây xanh ở thủ đô ngã đổ, đường phố tan hoang. Phố Nhà Thờ gần Hồ Hoàn Kiếm ngổn ngang cây đổ trong tâm bão, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online. Tại phố Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nơi có nhà thờ lớn Hà Nội, ba cây cổ thụ ngã chắn ngang đường. Một nhóm du khách nước ngoài tò mò, bất chấp nguy hiểm trèo lên cây ngã để chụp ảnh. Phố Nhà Thờ trước nhà thờ lớn Hà Nội ngổn ngang cây đổ. Phố Phan Đình Phùng, một trong những con phố đẹp nhất thủ đô bởi hàng cây xanh rợp bóng mát ở quận Ba Đình, cây cối gãy đổ ngổn ngang khi bão số 3 quét qua. Trên tuyến đường Thụy Khuê, Tây Hồ, nhiều cây lớn ngã chắn ngang đường. Phố Phan Đình Phùng, nơi có nhiều cây xanh, ngổn ngang sau bão. Phố Phan Đình Phùng, một trong những tuyến đường được xem đẹp nhất Hà Nội, hoang tàn khi bão Gia Di quét qua. Lực lượng chức năng đã bắt tay dọn dẹp các cây bị ngã đổ trên phố Phan Đình Phùng. Một cành cây to gãy chắn ngang đường Phan Đình Phùng trên phố Kim Ngư, nhiều cây gãy đổ chắn ngang đường. Xe cộ không thể di chuyển, đường phố Hà Nội tan hoang sau khi bão số 3 quét qua. Trong ảnh, một cây xanh nằm chắn ngang đường Trần Khát Chân trên phố Tràng Tiền, nhiều bảng quảng cáo. Mái tôn bị gió quật đổ, cây đổ chắn ngang lối vào Hồ Gươm từ phía Hàng Bài. Đường Đinh Tiên Hoàng ven Hồ Gươm cũng tê liệt do nhiều cây đổ. Một cây cổ thụ đổ vào tường khu biệt thự cổ mới được tu sửa, nằm chắn ngang phố Hàng Bài trên đường Nguyễn Công Trứ. Lực lượng công an và công nhân công ty cây xanh đang khẩn trương cắt tỉa cành một cây cổ thụ để sớm thông đường ngay trong đêm ngày 7 tháng 9. Khu vực đường Đại Lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn nước ngập sâu khiến xe cộ không thể di chuyển. Đường bên Đại Lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn ngập sâu, nhiều con phố ở Hà Đông tan tác không còn lối đi sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh. Khoảng 22 giờ, nhiều người dân bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà. Trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, cây cối ngã đổ la liệt. Nhiều cây ngã đè vào cửa hàng quần áo. Khu vực đường Lê Trọng Tấn bắt đầu ngập nặng khiến xe cộ di chuyển khó khăn. Trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, nhiều cây cối cũng bị ngã đổ. Khu vực Văn Quán, quận Hà Đông, nhiều cây to đổ la liệt, nằm chắn ngang đường. Khu vực Văn Quán, Hà Đông, nhiều cây to đổ la liệt nằm chắn ngang đường. Ngập tại khu vực Làng Yên Xá tối ngày 7 tháng 9. Người dân ở đây cho biết đã mất điện từ khoảng 15 giờ và hiện vẫn chưa có điện trở lại.